cán bộ kê khai tài sản có trung thực. Theo báo chí, quá trình khám xét nơi ở của bị can Đỗ Hữu Ca, lực lượng chức năng phát hiện hơn 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức. Điều đó cho thấy, khi còn làm giáo đốc công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca đã không trung thực kê khai tài sản. Tất nhiên, ngoài số tiền hơn 30 tỷ là tang vật vụ án lừa đảo sẽ được tòa án xử lý, thì những tài sản khổng lồ khác của ông Đỗ Hữu Ca mà lực lượng chức năng đã thu giữ thì đó có phải là tất cả tài sản của gia đình ông ca hay không? hay chỉ là phần nổi của tạng băng chim? Đó có phải là tài sản được hình thành theo lý giải của ông ca, rằng cha mẹ cho, lương, thưởng, mua bán? Ngoài vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ khi đã về hưu, ông ca có nhận tiền hối lộ khi đương chức. Nói thật, khi về hưu, đã hết võ công mà ông ca còn đớp tiền nhiều chục tỷ, huống hô khi đương chức. Tuy nhiên, bài này chỉ muốn nói, việc để cán bộ tự kê khai tài sản mà không được cơ quan chức năng điều tra, xác minh cụ thể, không công khai cho người dân giám sát, thì liệu cán bộ có kê khai trung thực và việc kê khai tài sản không trung thực của ông đỗ hữu ca chỉ mới là hiện tượng hay là đã trở thành bản chất chưa bàn đến khối tài sản khổng lồ của ông đỗ hữu ca sở hữu có hợp pháp, pháp chỉ nói đến khía cạnh ông ca sở hữu một lượng tài sản khổng lồ nhưng không chịu kê khai gây thất thu thuế nếu chỉ một mình ông ca che giấu tài sản trốn thuế thì không đáng quan ngại song nếu việc số đông cán bộ kê khai tài sản không trung thực nếu có sẽ làm nhà nước thất thu một lượng thuế thu nhập cá nhân không nhỏ